mong ước giúp cho quý vị khán giả xem đài học được sử dụng được tiếng Anh nhanh chóng dễ dàng để học tập, để làm việc. HTV trân trọng giới thiệu chương trình dạy tiếng Anh giao tiếp. Chương trình được sự hợp tác của các trường quốc tế trong và ngoài nước và hoàn toàn do các giáo viên nước ngoài giảng dạy. Kính mời quý vị khán giả học với chương trình. Kính mời quý vị khán giả ghi lại bài học hôm nay. Say, Susanna, what are you doing tonight? Would you like to go out? Oh, sorry, I can't. I'm going to work late tonight. I have to finish this report. Well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? No, I'm not. What are you planning to do? I think I might go to the cinema. You want to go? Sure. What film are you going to see? There's a new adventure film showing, and it's in 3D. Really? That sounds interesting. What time do you want to go? How about 8 o'clock? 9 o'clock actually works better for me. Okay. That sounds good. Trong giao tiếp, trọng âm và ngữ điệu tiếng Anh rất cần thiết trong việc truyền tải thái độ và nội dung thông tin của người tham gia giao tiếp. Tuy nhiên, khi cá nhân sử dụng tiếng Anh thuộc về các nền văn hóa khác nhau, địa phương khác nhau, trọng âm và ngữ điệu tiếng Anh ngầm được chấp nhận có khuynh hướng khác biệt trong các cá nhân có trình độ tiếng Anh khác nhau. Say, Anna, what are you doing tonight? Would you like to go out? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ Anna, what, doing, tonight, like, và từ go out. Kính mời quý vị nghe lại. Say, Susan, what are you going to do tonight? Would you like to go out? Oh, sorry. I can't. I'm going to work late tonight. I have to finish this report. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ sorry, can't, going, work, late, have, finish, và từ report. Kính mời quý vị nghe lại. Oh, sorry, I can't. I'm going to work late tonight. I have to finish this report. Well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ how about, tomorrow, doing, và từ then. Kính mời quý vị nghe lại. Well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? No, I'm not. What are you planning to do? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ no, not, what, planning, và từ do. Kính mời quý vị nghe lại. No, I'm not. What are you planning to do? I think I might go to the cinema. You want to go? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ think, go, cinema, want, và từ go. Kính mời quý vị nghe lại. I think I might go to the cinema. Would you like to go? Sure. What film are you going to see? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ sure, film, và từ see. Kính mời quý vị nghe lại. Sure, what film are you going to see? There's a new adventure film showing, and it's in 3D. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ adventure film và từ 3D. Kính mời quý vị nghe lại.
You know, there's a new adventure film showing, and it's in 3D. Really? It's interesting. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ really và từ interesting. Kính mời quý vị nghe lại. Really? That's so interesting. What time do you want to go? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ what time, want và từ go. Kính mời quý vị nghe lại. What time do you want to go? How about 8 o'clock? Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ 8 o'clock. Kính mời quý vị nghe lại. How about 8 o'clock? Okay, that sounds good. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ okay, sounds và từ good. Kính mời quý vị nghe lại. Okay, that sounds good. 9 o'clock actually works better for me. Trong câu này, kính mời quý vị khán giả chú ý đọc nhấn mạnh ở từ 9 o'clock, better và từ me. Kính mời quý vị nghe lại. 9 o'clock actually works better for me. Say, Susanna, what are you doing tonight? Would you like to go out? Oh, sorry, I can't. I need to work late tonight. I need to finish this report. What about tomorrow night? Are you doing anything then? No, I'm not. What are you planning to do? I think I might go to the cinema. You want to go? Sure. What film are you planning on seeing? There's a new adventure film showing, and it's in 3D. Really? That sounds interesting. What time do you want to go? How about 8 o'clock? Well, 9 o'clock actually works better for me. Okay, that sounds good. Ngôn ngữ có thể trong cách vận dụng cấu trúc đặc trưng của nó sẽ thể hiện tính nhân bản sâu sắc trong bản thân nền văn hóa của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc sử dụng nó. Người Mỹ có tập quán sử dụng ngày nghỉ để vui chơi với bạn bè. Mặc dù sau 5 ngày làm việc, họ cũng phải dành thời gian để làm vệ sinh nhà, sửa chữa xe, chăm sóc vườn thực, giặt giũ, đi chợ cho cả tuần. Nhưng sau những công việc đó, thời gian còn lại họ thường đi thăm viếng họ hàng, hẹn gặp bạn bè. Có khi họ tới nhà bạn vào ngày nghỉ để cùng ăn tối, vui chơi, đi xem phim, đi nghe hòa nhạc, hoặc đơn giản là họ chỉ gặp nhau để tán gẫu, cùng đi mua sắm và đôi khi ngủ lại nhà bạn đó luôn. Ngoài ra, trong ngày nghỉ của họ cũng thường có sự hiện diện của những người họ hàng thân thuộc. Từ năm 1926, Henry Ford, chủ hãng xe hơi Ford, là ngôi chủ đầu tiên ở nước Mỹ cho thực hiện chế độ làm việc 5 ngày một tuần. Ông cho rằng mọi người có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, họ sẽ thiếu tiền nhiều hơn. Và điều này sẽ tốt cho nền kinh tế của Mỹ và cũng tốt cho việc sản xuất xe hơi của hãng Ford lúc đó. Tuy vậy, phải tới năm 1940, chế độ làm việc một ngày 8 giờ, làm việc một tuần 5 ngày mới trở nên phổ biến ở nước Mỹ. Từ đó, cuộc sống của người Mỹ được hoạch định, lịch sinh hoặc trong tuần có 2 ngày nghỉ. Trong 2 ngày nghỉ đó sẽ có việc đi ra ngoài thăm viếng, vui chơi giải trí với họ hàng, bạn bè. Có thể họ có suy nghĩ giống ông Henry Ford rằng vào ngày nghỉ họ phải nghỉ ngơi, vui chơi để tiêu tiền. Làm như vậy sẽ tốt cho nền kinh tế, và nền kinh tế tốt sẽ tốt cho mọi người dân, trong đó có họ. Đó cũng là một cách nghĩ tích cực về cộng đồng. Muốn nói tiếng Anh lưu loát, quý vị cần có khả năng diễn đạt ý tưởng một cách dễ dàng. Vì vậy, trước các tình huống giao tiếp, quý vị cần phải chuẩn bị được những ý cần nói.
những thái độ, cần phải biểu cảm và những câu nói đã được tập nói nhiều lần trước đó. Trong bài học hôm nay, kính mời quý vị khán giả chú ý tới góc độ văn hóa của hai người đối thoại, thể hiện qua thái độ của người đối thoại và câu đối thoại. Ví dụ, say Katie, what are you doing tonight? Would you like to go out? Này Katie, bạn sẽ làm gì tối nay? Bạn có muốn đi ra ngoài không? Oh, sorry, I can't. I'm going to work late tonight. I have to finish this report. Oh, xin lỗi, tôi không thể. Tôi sẽ làm việc muộn tối nay. Tôi phải hoàn thành báo. Câu hỏi và câu trả lời trên đây tạo cho ta một hình ảnh. Bối cảnh là tại nơi làm việc. Thời gian là gần hết giờ làm việc và là ngày thứ năm. Khách rủ nhau đi chơi, cho ta liên tưởng. Tuần nào họ cũng đi chơi với nhau. Lần này, một người muốn đi chơi sớm hơn, vào tối thứ năm. Nhưng rất tiếc. Ví dụ, well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? Được thôi, tối mai thì thế nào? Bạn có làm điều gì sau đó không? No, I'm not. What are you planning to do? Không, tôi không phải làm gì. Bạn đang lập kế hoạch để làm gì vậy? Câu nói tiếp theo làm ta có thể hình dung người tham gia đối thoại cá thể chung, độc thân. Ngoài việc đi làm thì không có nhiều việc phải lo toan. Sau giờ làm việc là có thể đi chơi. Ví dụ, I think I might go to the cinema. You wanna go? Tôi nghĩ rằng tôi có thể đi xem phim. Đi không? I think I might go to the cinema. Would you like to go? Sure. What film are you going to see? Chắc chắn rồi. Bạn tính xem bộ phim gì vậy? Sure. What film are you going to see? Cách họ trao đổi trong bài học cho ta cảm nhận chuyện đi chơi giống như là một hoạt động bình thường trong ngày, như ăn một bữa ăn và là việc không thể thiếu trong sinh hoạt. Ví dụ, there's a new adventure film showing, and it's in 3D. Có một bộ phim phiêu lưu mới, và đó là loại phim 3D. Really? That sounds interesting. Thật không? Điều đó thật thú vị. Người nghe mẫu đối thoại trên đây dễ có cảm nhận là người đang tham gia đối thoại có suy nghĩ chuyện đi chơi giống như đi học. Khi họ còn trẻ, chuyện đi chơi sau giờ làm việc hoặc trong những kỳ nghỉ sẽ giúp họ có thêm kiến thức về cuộc sống. Chuyện đi chơi không chỉ đơn thuần là giải trí, và họ có thể đã có những kinh nghiệm được thụ hưởng. Có thể đây cũng là một ý tưởng tốt. Ví dụ, what time do you want to go? Bạn muốn đi vào giờ nào? How about 8 o'clock? 8 giờ được không? Với tư cách là người học ngoại ngữ thì những cách thể hiện bằng câu từ trong bài học sẽ là những điều đáng quan tâm. Nhưng nếu như trong tâm trí của người học cũng có được mối quan tâm của tình huống trong bài học thì có thể sẽ giúp cho việc tham gia giao tiếp dễ dàng hơn. Ví dụ, 9 o'clock actually works better for me. 9 giờ thì thực sự tốt hơn cho tôi. Okay, that sounds good. Được rồi, giờ đó cũng tốt. Kính mời quý vị khán giả nghe lại bài học và tập nói theo. Say, Susan, what are you going to do tonight? Would you like to go out? Oh, sorry, I can't. I'm going to work late tonight. I have to finish this report. Well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? No, I'm not. What are you planning to do? I think I might go to the cinema. Would you like to go? Sure, what film are you going to see? You know, there's a new adventure film showing, and it's in 3D. Really? That's so interesting. What time do you want to go? How about 8 o'clock? Okay, that sounds good. Oh, 9 o'clock actually works better for me. Kính mời quý vị khán giả lắng nghe du khách là những người sử dụng tiếng Anh của nhiều nền văn hóa khác nhau nói chuyện.
với nội dung bài học của chúng ta. Sự khác biệt về trọng âm và ngữ điệu là điều không tránh khỏi. Vì vậy, kính mời quý vị khán giả chú ý nghe rõ tương tự trong câu. Hey Suzanne, what are you doing tonight? Would you like to go out? Oh, sorry, I can't. I'm going to work late tonight. I have to finish it, of course. Well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? No, I'm not. What are you planning to do? I think I might go to the cinema. You want to go? Sure. What film are you going to see? There's a new adventure film showing, and it's in 3D. Really? That sounds interesting. Yeah, what time do you want to go? How about 8 o'clock? Okay, that sounds good. 9 o'clock actually works better for me. Say, Graham, what are you doing tonight? Would you like to go out? Oh, I'm sorry, I can't. I'm going to work late tonight, and I have to finish this report. Well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? No, I'm not. What are you planning to do? I think I might go to the cinema. You want to go? Sure. What film are you going to see? There's a new adventure film showing, and it's in 3D. Really? That sounds interesting. What time do you want to go? Oh, about 8 o'clock. Okay, that sounds good. 9 o'clock actually works better for me. Say, Susan, what are you going to do tonight? Would you like to go out? Oh, sorry, I can't. I'm going to work late tonight. I have to finish this report. Well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? No, I'm not. What are you planning to do? I think I might go to the cinema. Would you like to go? Sure. What film are you going to see? You know, there's a new adventure film showing, and it's in 3D. Really? That sounds interesting. What time do you want to go? How about 8 o'clock? Okay, that sounds good. Oh, 9 o'clock actually for me. Các nhà khoa học tâm lý đã phát hiện ngữ pháp là ngọn ngữ của ngôn ngữ, nên ngữ pháp cũng cần có đủ thời gian học, thực tập để nhận thức được và có thể sử dụng được. Bài học ngữ pháp sẽ được dạy nhiều lần để giúp quý vị học ôn lại. Đại từ nhân xưng là những từ đề cập tới người và vật. Ở người thứ nhất số ít là đại từ I, tôi. I luôn luôn được viết hoa. Đại từ I được sử dụng để nói về ta. Ví dụ, I have a brother and two sisters. Tôi có một người anh và hai người chị. I have a dog. Tôi có một con chó. Ở người thứ hai số ít là đại từ you, an. Đại từ you được sử dụng cho ngôi số ít và số nhiều. Đại từ you được sử dụng để nói về một người hoặc nhiều người đang nói chuyện với ta. Ví dụ, you may have to wait a bit. Chắc là bạn phải chờ một chút. Would you come and have a drink? Các bạn có thể tới uống nước được không? You cũng là một đại từ túc từ. Ví dụ, how are you? Bạn có khỏe không? Ở người thứ ba số ít là đại từ he, she. Đại từ he, she được sử dụng để nói về một trẻ trai, một thanh niên, một trẻ gái, một cô gái, hoặc nói chung là một người đàn ông, một phụ nữ. Ví dụ, my brother works hard. He works in a factory. Anh tôi làm việc nặng. Anh ấy làm việc trong một nhà máy. My sister is younger than me. She is 12. Em tôi trẻ hơn tôi. Cậu ấy 12 tuổi. This is my father. He is a teacher. Đây là ba tôi. Ông ấy là giáo viên. This is my mother. She is a lawyer. Đây là mẹ tôi. Bà ấy là luật sư. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình tiếng Anh giao tiếp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đến đây là hết. Xin kính chúc quý vị một ngày tốt lành.